Chào nhau nhá. Hôm nay dẫn anh em đi lắp một cái đường đường mạng, đây là nét 1. Nét 1 bây giờ thì Viettel trang bị cho anh em là model 2 bằng tần. Qua cái đoạn này hơi khoai rồi nhá. Ui giời. Tăng nhá. Modem bây giờ thì là anh em được trang bị modem 4 dâu anh em. Khoai đấy. Chờ. Đi qua cái rừng tre này nó rất là khó chịu này, bởi vì nó rất là nhiều dây nhỏ. Anh em phải dùng cái nó nặng nặng vào để ném xuyên qua luôn. Ui giời, mẹ. Xuyên vào chân. Bây giờ gói nét 1 là model 2 băng tần. Đấy. Còn nếu mà anh em nào mà muốn dùng cả tivi với lại dùng dùng tivi với lại dùng wifi thì anh em dùng gói super net, gói C net anh em nhé, cũng là 165 nhưng mà sẽ được trang bị thêm là cái gói truyền hình. Có xuyên qua được không? Căng phết nhở. Không biết thể đi theo cái đường này. Đấy đấy. Đấy rừng tre. Trời hôm nay thì vừa mới mưa xong anh ạ. Còn đường khá là bẩn. Tuột mất dây rồi. Dùng cái này. Khoai nhỉ. Đoạn này khó ném qua phết đấy. Không phải đùa đâu.
Ui mẹ, tiếc thế. Suýt qua. Còn tí nữa là qua. Cố gắng lần này. Qua đây. Để cái nữa đầu. Nó qua cái vườn bụi tre này mà nó tức thế. Ui, hình như là hình như được rồi đấy anh em, nghe bụp phát rồi. Ui mày thế, ném mấy lần mới được.
khoai. Đây anh em, đến tủ cáp này. Thì vào khá là khoai. Trời đấy còn mưa nữa. Từ dưới này đến tóc.
Đưa nhặt lên nhá, đi này cho. Đi sáng dây vào đây chứ. Đi sáng một bộ bông lót đi chứ. Phú nào này? Ớt linh đã phú ạ. Mưa này hơi bá mẹ. Ê, cái này tài đã làm một nửa, nếu mưa ý chịu đó. Tài làm phước nữa. Nửa đây lỗi là hủy đi. Căn bán là đi qua mấy cái hưng cơ này. Vật. Nó kẹo nó khình mới đấy. Vâng. À là nhỉ. Để lấy một tí đi hai.
cốt thì bảo ngay chưa chưa đâu ra. Ừ. Lẻ nhé. Bà bát lĩnh à. Thì tư vấn viên mới đấu lúc nãy nha, căn bản đã hẹn khách rồi cho nên là đấu. Lobita thầm yêu Suka, hái hoa hồng tặng cho trai em. Đây nha, wifi 4 sâu đây. Đấy. Đây. Hơi oách luôn. Đầu nỗi á. Chín chín ba bảy, chín chín ba năm. Vâng, tại cái này